rồi nó lì. Dở giò lên cho lao coi. Dở giò lên cho lao. Dở giò lên cho lao coi. Chứ không đi đó. Thà dở giò chứ không đi đâu. Lao cho sập cho nằm nè. Nằm ly đó. Sao bắp? Đủ là nó kiên trì dữ trời. Dở tay lên này. Cái tay đâu dở lên. Hai con kia đụng tới là chạy. Ê biết nghe kìa. Nó không ăn bắp ăn hết nữa rồi ăn kìa. Mấy nay á là con lụ nó kén ăn kinh khủng luôn á cả nhà. Sen và bà Tư á tìm đủ mọi cách á để cho nó ăn cơm luôn á. Mà đổi món liên tục luôn nha, lúc nào là gà nè, thịt bò nè, hộp vịt lộn nè, thịt heo trộn phô mai nữa. Thấy nó thích ăn khô mực cho nên là mỗi lần trộn cơm á cũng cho một con khô mực vô luôn. Ngày nào mà con lụ á nó ngán thịt á thì bà Tư sẽ nướng cá cho nó ăn nha cả nhà. Nói chung là đổi món liên tục luôn. Còn bây giờ mà gà là nó không ăn rồi đó. Nó kén ăn vậy đó. Bắp với mảng cùa thì cho về ăn đó à cả nhà. Như đợt rồi con bắp nó có bị nhiễm ký sinh trùng máu nó không ăn. Rồi với bị ụng dâu nó không ăn thôi. Còn lại là nó ăn hết. Sen đang quay con lụ mà con bắp nó đi ngang vậy đó cả nhà. Bắp lại liếm thao đó. Đi. Vô tắm. Vô đây tắm. Tắm rồi. Chạy. Đi tắm đi con. Tắm đi cho mẹ. Lũ tắm không? Tắm cô à. Qua đây. Qua đây. Không. Vô đây. Vô tắm. Vô đây. Tắm đi. Thôi nè. Khôn trâu vậy. Thương cho bà Tư, tắm xong con mãng cùa sấy xong rồi á, tiếp tục tắm cho con bắp. Mỗi lần mà con nào mà tắm là hai con còn lại là nó đứng đó nó dòm. Không hay là nó khều cửa. Còn mà tắm ra rồi he, trời ơi nó phóng, nó nhảy, nó làm mệt luôn á. Tắm cho tụi nó sạch sẽ thơm tho rồi á thì Sen tranh thủ đi vô nhà đang cắt. Sen mà đi đâu rồi thì nhà của Sen lúc nào cũng đóng cửa. Hết kia là chuyên gia phá gào nha cả nhà. Nó mà không có ai dòm nó rồi ha là nó tìm đủ mọi cách để nó đi. Nay Sen đi làm chim ly nè. Ủa không có tiền mướn cu ly sao mà phải đi làm mà trời. Trời ơi tiền đâu mà mướn cu ly trời. Nghèo thấy mẹ luôn. Mướn thầu. Vô. Dù cuộc sống này có vất vả một chút xíu nhưng mà vui cả nhà. Không giấu gì mọi người thì lúc nhỏ nhà Sen rất là nghèo luôn.
Lúc đó cha mẹ mình á ra riêng hai bàn tay trắng thì không có cái gì hết trơn á mọi người. Nghèo thiệt sự luôn á nha. Hồi đó thì cắt nhà bằng nhà lá đó cả nhà. Xong lâu quá rồi á, cái nhà nó bị hư rồi nó dột tùm lum hết trơn. Mẹ của Sen á phải nhường cái chỗ mà khô á để cho Sen nằm, còn mẹ của Sen á nằm chỗ ướt á. Trời, mình nhớ lại sao mình thấy tội quá. Mẹ Sen kể á, lúc mà sanh Sen ra á, là bà nội Sen á định cho mình cho cái người hàng xóm ở bên sông á cả nhà. Nghèo tới nỗi mà định cho con luôn á. Nhưng mà cha mẹ Sen dễ gì chịu. Cha Sen á nói với mẹ là ba đứa nuôi còn nổi, không lẽ thêm một đứa này mà nuôi không nổi sao. Cha của Sen á thì bưng bê làm hết cái này tới cái kia để kiếm tiền cho con ăn học. Còn anh hai của Sen hết lớp 5 á là nghỉ đi làm hồ rồi. Kiếm tiền á nuôi cho ba đứa em ăn học. Nói chung là mình cũng biết ơn anh của mình. Tới khi lớn rồi thì ai cũng có gia đình, có con hết rồi. Còn Sen thì có cha mẹ, có ba đứa nhỏ bắp lụ mảng cùa. Sen thì không có giỏi gì hết trơn á, nhưng mà được cái Sen chịu khó kiếm tiền. Sen thì thấy mình nó có duyên với nghề trên mạng xã hội hơn, như TikTok và YouTube. Dù chưa kiếm được nhiều tiền nhưng mà Sen cũng cảm thấy rất là vui khi mình làm được điều đó. Và cũng không quên cảm ơn mọi người luôn ủng hộ Sen và các con của Sen. Làm cái nghề này vất vả quá ha cả nhà. Mẹ Sen nói với cha mình á, mẹ Sen nói với cha mình á, sao nghề gì không làm mà làm cái nghề làm hồ này. Sen á thì thấy làm nghề gì cũng được, miễn là đừng có làm bất hợp pháp là được. Nghề này tuy vất vả nhưng mà rất là giúp ích cho xã hội, đúng không cả nhà? Nghề chọn mình chứ mình không có chọn nghề nha. Ôi, cực quá. Làm nhà nắng mưa cực quá trời luôn á, thì không biết nói sao nữa. Nghỉ tay một chút rồi á, cha Sen và mấy anh á ăn chuối vắt nha cả nhà. Làm cực một xíu á mà vô có món tráng miệng ăn cũng vui. Đây là tôi sau ngày đi làm về. Trời ơi trời ơi. Mày còn ai? Mày ra đó mày cắn đi. Cắn cho banh đi. Là một hồi mà có tới công chuyện luôn đó.